Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Oan Hồn Giữ Đất của tác giả Ngọc Lan là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Oan Hồn Giữ Đất qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng nhạc chát chúa vang lên đầm bầm trong căn phòng nhỏ. Con gái lớn của bà Nga đang ôm chặt chiếc điện thoại, chốc chốc lại lăn lộn rồi cười lên sung sướng. Đoạn lại hôn gió rồi ghi chặt chiếc điện thoại trong lòng với một vẻ mãn nguyện. Sao mày mở nhạc lớn thế vậy Hương? Suốt ngày ở Mỹ làm phiền bà con hàng xóm rồi người ta chửi cho mình đấy. Mày sống đàng hoàng không được hả con? Sao mày cứ báo bố báo mẹ hoài vậy? Tiếng của bà Nga ỉ ôi cất lên bị tiếng nhạc ở Mỹ át đi. Con Hương với tay vặn nhỏ loa rồi gắt lên bực dọc. Cái gì bà nói gì cơ? Bà Nga thở dài nhìn đứa con gái ngoài 30 tuổi ôn tồn bảo. Con nghe thì mở loa nó nhỏ thôi. Đừng có làm phiền hàng xóm nghỉ ngơi. Họ lại chửi vào mặt mẹ đây này. Hương cắm chiếc điện thoại vào ổ sạc. Ném ánh mắt hằn học nhìn bà Nga. Rồi lại rít lên bằng một giọng điệu hỗn láo. Bà mù hay sao mà không có thấy tôi đang nghe nhạc à? Hàng xóm nào bước qua cái nhà này xem. Tôi đập chết mẹ nó ấy chứ ở đó mà ý kiến phản nàn. Mà tôi có thấy đứa nào đâu. Bà ý kiến phải không? Bớt bớt cho tôi nhờ. Bà Nga nhìn con trao mày rồi vẫn bằng một chất giọng nhẹ nhàng khẽ khàng trách cứ. Con na, con gái mà hỗn hào đó. Mở mồm ra là chửi tục chửi thề. Con gái người ta đó phải để ý lời ăn tiếng nói. Kẻo dân làng nghe thiết lại bảo cái nhà này không biết dạy con. Dù gì thì mẹ cũng làm... Hương hất lọn tóc vàng ra sau lưng rồi liếc xéo mẹ mình. Mệt à, bà im đi. Bà lại định kể lể cái việc mình là đảng viên rồi từng làm trưởng phòng này nọ đó hả? Bà nói mãi không chán à? Bà Nga nhìn đống quần áo bày bừa trên giường mỗi nơi một cái thì lên giọng nhắc nhở. Con gái mà quần áo bừa bộn. Con xem lại cái nết ăn nết ở của mình đi. Dù gì thì mày cũng làm mẹ rồi đấy. Với tay lấy chiếc áo mỏng khoác lên để con gái ngỗ nghịch cầm lên. Bà im mồm đi. Cả ngày chỉ biết lải nhải suốt vậy. Bà Nga đang dọn đống bừa bộn thấy con gái mặc chiếc áo mỏng tanh hở cả rốn thì thốt lên. Con đi đâu giờ này? Con có biết đêm hôm ra đường ăn mặc thế này là nguy hiểm không? Xã hội bây giờ phức tạp lắm. Nghe lời mẹ đi con. Hưng rút điện thoại rồi bước xuống giường nhìn bà Nga khiêu khích. Đi đâu thì kệ mẹ thôi nhé, bà quản được hả? Ở nhà cũng không yên á, ra ngoài thì cằn nhằn. Bà làm ơn im giùm tôi một lúc được không? Bà Nga nhất đống quần áo đã được gấp gọn gàng vào hộp tủ rồi hỏi. Thế mày định đi đâu giờ này? Hưng liền gào lên. Trời ơi, bà làm ơn bớt bớt cái mồm cho tôi nhờ. Nói rồi Hưng liền giận dữ tính bỏ ra ngoài. Thì tiếng của ông Kha gầm lên làm cho nó giật mình. Cái gì vậy? Cái gì mà đêm hôm ầm ầm lên thế? Mày nha, con mất dạy. Mày nói chuyện với mẹ mày về hả? Bây giờ mày ăn mặc thế này mày đi đâu? Hưng ngồi xuống giường nhìn hai ông bà như thách thức. Đi đâu thì kệ mẹ tôi liên quan gì đến ông bà. Ông xem lại cái bản thân của ông đi. Say xỉn tối ngày làm được cái tích sự gì. Ông Kha hầm hầm sắc mặt chỉ tay vào mặt đứa con rồi quát. Mày bước chân ra khỏi cái nhà này, tao đánh mày gãy chân. Cái thứ bố láo bố liếu. Mày đĩ bọng với thằng nào, về đây sinh con đẻ cái mà vẫn còn nói cái giọng láo toét đấy hả? Hương đứng phắt dậy dương mặt giễu cợt. Ông ngon nhỉ? Ngon thì đánh tôi xem nào. Này, ông hộ tôi cái. Ông Kha giận sôi máu rít lên qua kẽ răng. Mày tưởng mẹ mày nuông chiều mày mà mày được thói hỗn láo à? Hôm nay tao phải dạy cho mày biết thế nào là phép tắc nhà này. Tiếng của bà Nga sụt sùi van vỉ. Thôi con ơi, mẹ xin con. Mặc cho bà Nga ôm ghì lấy mình và luôn miệng xin xỏ, Hương sấn sổ tới gần và ngước mặt lên. Ông đánh tôi hả? Này đánh đi, ông đánh đi cái lão già. Ông Kha không kìm được giơ tay thắt một cái trời giáng vào mặt đứa con gái hỗn hào, làm cho nó ngã lăn ra giường. Tiếng của bà Nga bàng hoàng thốt lên đầy trách móc. Trời đất ơi, con ơi là con, sao ông lại đánh con hả? Hưng cũng không vừa giơ tay lên xoa mặt miệng bù lu bù loa. Ông đánh tôi hả? Ông là cái thá gì mà dám động vào tôi? Con bé liền gạt tay của mẹ mình ra rồi gào lên. Bà xéo ra kia cho tôi. Ông Kha cày cú lắm run giọng nói với vợ. Còn hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà nuông chiều nó quá, để nó được đằng chân lên đằng đầu. Nó có còn coi trọng ai trong cái nhà này đâu. Bà để tôi dạy nó, không thì nó theo cái đám cô hồn kia chỉ có mà hỏng đời thôi.
Hương nhìn ông Kha đầy giễu cợt, cô hồn, ông nghĩ ông là ai? Thằng say xỉn ngửa mồm ra chờ vợ nuôi mà đám bảo tôi là đám cô hồn à? Ông nhìn lại bản thân ông chưa? Bất quá có khác gì là cái thằng ăn mày không? Mặc cho vợ đang ghì chặt mình, ông Kha vẫn còn gầm lên, cái đồ mất dạy. Mày lấy tiền ở cái nhà này rồi mày mang đi ăn chơi với chúng nó, bỏ mặc con cái cho chúng tao. Mẹ mày không cho thì mày làm mặt nặng mày nhẹ. Mày tưởng đồng tiền làm ra dễ dàng lắm hả? Hương còng môi lên chửi tục. Ông im mẹ cái mồm ông đi. Đoạn quay sang nhìn bà Ngà mà gằn hắt. Bà tránh ra cho tôi. Đạo đánh đập tôi đấy, bà vừa lòng bà chưa? Bà Ngà khuỵu xuống ôm tay con gái rồi khóc. Hương à, mẹ xin con. Hương gạt tay của mẹ mình ra, cầm điện thoại chạy luôn ra khỏi nhà. Cứ gạt mạnh quá làm cho bà Ngà ngã đập đầu ra sau ngất lịm. Ông Kha hoảng quá tiến lại đỡ vợ của mình dậy, quay mặt ra phía của Hương rồi gầm cửa lên. Nghịch tử, cái thứ còn mất dậy. Sau khi mà Hương bỏ xứ đi biệt tăm, 3 năm sau thì ông Kha cũng ra người thiên cổ sau cơn bạo bệnh. Số phận hầm hiu cứ bám giết lấy bà Ngà như là một bóng ma tiền kiếp. Bà ở vậy nuôi con bé My mới lên 4, nương tựa vào đứa cháu họ gần nhà và thằng con trai út tên là Tâm. Năm đó mới là sinh viên năm nhất. Để có tiền nuôi con cháu thì bà Ngà phải làm 100 công ngàn việc. Tóm lại là bất cứ việc gì ra tiền, từ nhặt cỏ thuê nối lông mi giả, nhặt ve chai, thượng vàng hạ cám, chỉ cần không vi phạm pháp luật là bà đều làm. Trở lại với thực tại, bà Ngà điệu con mi trên lưng, đi vòng quanh bàn uống nước để ru nó ngủ. Tấm lưng gầy gò với cái áo bạc màu theo thời gian khẽ rung lên, theo mỗi nhịp ru ẩu ơ ví dặm. Dù chừng hơn 10 phút thì con bé đã thiêu thiêu ngủ. Chờ cho con bé ngủ say, bà Ngà nhẹ nhàng cởi điệu đặt con bé My nằm xuống giường, rồi bà trở ra ngoài. Đưa bàn tay gầy nhẳng khẽ mở tủ lấy chiếc ví và lục tung các ngăn. Bà bỏ những đồng tiền ra mặt bàn, rồi bà cầm những đồng tiền lên đếm. Mặt của bà bỗng dưng ngẩn ra, miệng lẩm bẩm: chết, hôm nay mới là 22 âm lịch, còn nửa tháng nữa mới đến kỷ lương. Mà bây giờ còn hơn 300 bạc thì biết chi tiêu thế nào. Nói rồi bà Ngà liền thở dài đầy ngao ngán. Đôi cặp mắt kèm khẽ ném ra tinh không. Dáng chiều tà đã dần buông xuống. Xen lẫn trong không gian đó là tiếng bìm bịp kêu đến thất lầm. Ở bên kia khúc sông hoang lạnh, tiếng hát sầm nỉ non vọng vào, mang theo giai điệu nam ai sầu khổ. Kể thêm một chút về người đàn bà này. Bà Ngà năm nay đã ngoài 60. Lúc còn tại chức, bà làm đến chân trưởng phòng tài chính huyện. Tính ra thì từ lúc nghỉ hưu cho đến bây giờ được ngót nghét 6 năm. Khi còn công tác có quyền có thế, người ta bảo bà là người nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ, nợ không ai dám đòi. Cái thủ ấy trong mơ bà cũng không thể ngờ lại có ngày bà lâm vào cảnh túng quẫn như bây giờ. Đời đúng là không ai học được chữ ngờ. Tất cả cái họa cũng bắt nguồn từ chồng và con của bà ra. Chồng của bà là một gã đàn ông cù lần và lười nhác. Thời trẻ vì lo cho sự nghiệp của mình mà bà lỡ bỏ qua thời xuân sắc. Khi mà sự nghiệp công danh của mình tạm ổn, thì cũng là lúc mà bà Ngà bước vào tuổi 30. Ở cái tuổi ấy làng quê gọi là ế. Rồi trước sức ép của bố mẹ, bà chấp nhận lấy ông Kha, một thanh niên làng đi nghĩa vụ quân sự vừa về phục viên. Đúng ra nếu vì tình yêu thì bà đã gả mình cho ông Hóa. Hơn 30 năm về trước, đã nhiều lần đến nhà của Ngà chơi và ngỏ ý muốn làm đám cưới, nhưng bố mẹ của Ngà luôn tỏ ra coi thường, nhiều lần còn nói bóng gió trước mặt của Hóa. Con gái nó lấy chồng, người đó phải chọn người có điều kiện về kinh tế để sau này nó bớt khổ, chứ đừng có mà mù quáng vì tình yêu mà lấy người không có công việc ổn định, lông bông nghèo kít xác ra lấy gì mà sống. Thì lúc đó rồi suốt ngày ngồi chửi nhau, nhiếc móc nhau, hối hận không kịp đâu con ạ. Giọng nói của bà Ninh, mẹ của người yêu, vẫn ám ảnh trong tâm trí của Hóa. Và chồng tôi thì chỉ có duy nhất một đứa con gái thôi. Gần 30 năm nuôi nó khôn lớn xinh đẹp thế này, cho nên là tôi không có muốn sau này con tôi phải khổ. Nếu anh có công việc ổn định, gia đình đàng hoàng tử tế, chúng tôi cũng chẳng có cấm cản làm gì, vì biết anh cũng là yêu thương cái Ngà thật lòng. Cái đằng này mà thôi, anh tự ngẫm nghĩ là hoàn cảnh của nhà mình đi. 30 tuổi đầu rồi thử hỏi anh có cái gì. Lúc đầu nghe Hóa thấy buồn và tự ái lắm, thế nhưng mà nghĩ cho cùng thì bà ta nói cũng đúng.
Sinh thời vốn đã thiệt thòi hơn người khác, mẹ mất sớm, bố buồn chán lao vào rượu chè cờ bạc. Tưởng rằng đó chỉ là những giây phút nhất thời để giải sầu, nào ngờ càng ngày càng ngập sâu hơn, khiến cho nhà vốn nghèo lại càng thêm thiếu thốn. Làm được bao nhiêu tiền hóa phải lo trả nợ tiền thua bạc, nợ nần cho ông bố. Trong khi bằng tuổi của hóa, bạn bè đã có của ăn của để đầy đủ, ngấm phần của mình cứ mãi long đong lận đận, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thay đổi được cuộc đời. Hóa khẽ liếc sang người yêu, thấy Ngà cúi mặt xuống có vẻ đang lúng túng khó xử. Hóa nói với bà Ninh thái độ cứng rắn: "Cháu hứa với cô, đến cuối năm nay ổn định công việc dọn ra sống riêng, cháu sẽ có nhiều tiền để lo cho em Ngà đầy đủ, cô hãy tin ở cháu." Vội xua tay ngắt lời giọng của bà lớn hơn: "Thôi thôi, lúc nào tôi cũng thấy anh hứa sẽ thế này thế kia, rồi mà chẳng biết bao giờ anh mới làm được. Cái người có tiền ấy chẳng cần phải hứa thì người khác vẫn tin, kẻ mà chẳng có gì suốt ngày chỉ biết hứa hẹn thôi." Vừa nói bà vừa đứng dậy bỏ vào trong buồng. "Từ nay trở đi ấy, mong anh hãy buông tha con gái của tôi. Sau này hãy tìm người nào phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Đũa mốc chẳng thì tròi được mâm son đâu. Mời anh về cho." Ngà dù yêu thương Hóa, thế nhưng mà hàng ngày nghe mẹ thủ thỉ đâu dần thì cũng xuôi tai. Nhìn mấy người bạn thân của mình, ai lấy chồng giàu nhìn đều có vẻ sung sướng, ăn ngon mặc đẹp. Kẻ lấy chồng nghèo thì trông nheo nhóc, buôn thúng bán bưng, lo chạy ăn từng bữa. Chứng kiến cái sự thật hiện ra trước mắt, cô càng đắn đo cân nhắc hơn chuyện tình cảm của mình. Nghèo thì hạnh phúc không bao giờ bền lâu được đâu con, hãy nhớ điều đó. Cái thời này làm gì còn cảnh một mái nhà tranh hai trái tim vàng. Cứ có con cái vào là đánh chửi nhau vì thiếu trên hụt dưới đấy con. Huống hồ gì mà nhà nó có nồi rượu, say vào là chửi bố xóm làng. Mẹ của Ngà khuyên như vậy. Ngà bắt đầu lưỡng lự, nửa muốn chia tay, nửa muốn cho Hóa có thêm thời gian. Nếu vẫn không gây dựng được sự nghiệp gì, cô sẽ lấy Kha. Và quan trọng hơn, chính Kha cũng để mắt tới cô từ lâu. Xét về hình thức thì Kha khá đẹp trai. Có thể bây giờ cô không yêu người ta, nhưng mà sau này cuộc sống vợ chồng gắn bó, biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi. Từ hôm đó tiến Hóa ra tận đường làng, Ngà ngập ngừng nói: "Anh hãy dành thời gian mà lo cho công việc của mình đi. Chúng ta không nên gặp nhau nhiều làm gì." Thấy cách nói chuyện của người yêu có vẻ lạnh nhạt xa cách, Hóa liền vội vàng nắm chặt bàn tay cô rồi nói như gắt lên: "Này, thái độ của em là sao vậy? Ngày trước em đã hứa với anh những gì? Chẳng phải chính em nói rằng dù hoàn cảnh thế nào, em vẫn muốn làm vợ của anh?" Bối rối gỡ tay của Hóa ra, Ngà vùng vằng giải thích chất giọng chứa đầy ấm ức chua xót: "Thì đúng là thế. Thế nhưng mà sống cũng phải thực tế một chút. 3 năm yêu nhau tuy chờ đợi anh ổn định công việc, nhưng mà thử hỏi đến bao giờ? Đến bao giờ chứ? Anh trả lời tôi đi." Hóa liền đáp úng, hơi cúi mặt xuống. Rơm rớm nước mắt, Ngà liền nói tiếp: "Nhà cửa thì dột nát thiếu thốn, bố anh thì suốt ngày cờ bạc, lúc không cờ bạc thì rượu chè phá phách chửi bới. Tôi nghĩ cho anh, nhưng anh cũng phải nghĩ cho cuộc đời của tôi chứ." Hóa nghe thấy người yêu nói như vậy thì bỗng thấy nặng lòng. Hóa liền xuống giọng an ủi: "Anh sẽ có tiền, em cứ yên tâm. Chờ anh một thời gian ngắn nữa thôi, mình sẽ lên phố huyện, anh hứa đấy." Ngài im lặng quay vào trong, tâm trạng hỗn độn khó xử, vừa thương Hóa nhưng cũng vừa lo cho số phận của mình. Hóa liền nói với theo: "Anh hy vọng em sẽ giữ đúng lời hứa với anh, chúng ta sẽ làm đám cưới sớm." Vậy mà đùng một cái Ngà đi lấy chồng, người đó chẳng ai khác là Kha. Kha cũng chẳng khá khẩm gì, bố mẹ của Kha có những 8 người con. Kha là thứ hai do nhà nghèo cho nên khó lấy vợ. Về gia đình của Kha và gia đình của Ngà có chút thâm tình, lại thích Kha thật thà hiền lành không ăn chơi, cho nên Ngà cũng có chút siêu lầm. Thêm việc được gia đình hai bên mai mối thúc ép, cuối cùng Kha lấy được Ngà. Cả làng Bến Hòa đều nói là số của Kha đào hoa, chỉ học hết cấp 2 vậy mà lấy được người vợ có bằng đại học, lại đang là trưởng phòng tài chính của huyện hẳn hoi. Đúng là chuột xa và chính gạo, mèo mù với cá rán. Còn mỗi khi thấy Ngà, bà con lại nhìn Ngà bằng một ánh mắt đầy thương cảm rồi thì thầm với nhau: "Đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu." Vốn thông minh sắc sảo, Ngà cảm nhận được từng ánh mắt nụ cười của xóm làng dành cho mình. Nhiều đêm Ngà khóc thầm, than cho duyên phận hẩm hiu của mình. Nhưng rồi bố mẹ và mọi người thúc ép quá, không còn cách nào khác.
Ngà đánh liều nhắm mắt đưa chân, kể cho số phận đưa đẩy. Thực tình về tình thức thì Kha cũng dễ coi, nói năng hoạt bát. Điều này cũng khiến cho Ngà cảm thấy yên tâm phần nào. Mẹ của Ngà thì bảo, cô còn kén cá chọn canh gì nữa, nói ít học thì sao chứ. Vợ chồng là cái duyên cái số, so bị đẳng cấp chữ nghĩa làm cái gì. Như tôi với bố cô đây này có hợp gì nhau mấy đâu. Lấy nhau lại tòi ra vài đứa con là đâu vào đó cả, cô lo nghĩ làm cái gì. Nhỏ nó nghèo nhưng mà nó chất phác, và lại lấy nhau rồi thì ra ở riêng, đầu ai người đấy cháy lo cái gì. Phải là đám cưới của Ngà diễn ra chóng vánh, Kha là bộ đội mới về phục viên, do Ngà quen biết rộng cho nên sau khi cưới, Ngà xin cho chồng vào công ty thương nghiệp của huyện. Vợ chồng của Ngà dọn lên ở nhà tập thể của cơ quan. Ngày đó ngành thương nghiệp tài chính phất lên như diều. Với cương vị của mình, Ngà được cơ quan phân đất. Ngà xây nhà trên phố huyện. Vợ chồng của Ngà có một cuộc sống sung túc vì lương và bổng lộc của cả hai đều khá. Rồi Ngà lần lượt sinh được hai cô con gái và một người con trai út đặt tên là Tâm. Ngà nuôi con nhàn vô kể. Vì Kha làm thủ kho thương nghiệp cho nên là hàng hóa phân phối đều qua tay. Có gì tốt rẻ Kha đều có phần, cho nên vợ con cũng thoải mái, cái ăn cái mặc chẳng thiếu gì cả. Có tiền, vợ chồng của Ngà sắm giường mô đen, tủ buffet, bàn ghế salon toàn loại gỗ lát và mua được chiếc xe 81 kim vàng giọt lệ, cái đài cassette hát thành phố buồn ỉ y suốt ngày. Mẹ Ngà lên chơi thích cơ ngơi và đồ đạc của vợ chồng con gái như vậy thì bà cười rồi bảo với con, đấy, chị cứ chả chê nó mãi đi. Giờ được như thế này thử hỏi là cái làng Biến Hòa ai theo kịp chị chưa? Mẹ bảo rồi mà, vợ chồng nó là cây duyên cái số chứ cần gì bằng cấp hả con? Cái thằng Kha nó ngoan hiền cù mì, làm chân thủ kho hóa ra lại hay đó. Đúng như là các cậu dạy rồi, giàu thủ kho no nhà bếp, giờ chị còn oán trách gì thầy U nữa không? Nghe mẹ nói như vậy, Ngà liền cười ôm lấy mẹ rồi bảo, đúng là duyên số mẹ nhỉ, mẹ ở đây chơi với cháu hết tuần đi. Chủ nhật con đưa mẹ đi mua mấy bộ quần áo, sẵn có vài mảnh vải người ta biếu con may cho. Phải nói trong chục năm trời vợ chồng của Ngà sống trong sung sướng, nhưng mà sau năm 86, cả nước bước vào thời kỳ đổi mới, xóa bỏ chế độ bao cấp, các cơ quan nhà máy công ty đầu đầu cũng tiến hành tinh giảm biên chế. Đối tượng bị tinh giảm là những nhân lực dư dôi, người không có bằng cấp chuyên môn, vậy là Kha nằm trong danh sách tinh giảm của công ty. Khi về nghỉ việc, gia đình của Ngài chính thức bước sang một khúc cua mới. Thật là sông có khúc, người có lúc. Người xưa nói quá đúng. Từ sau đợt ấy, gia đình chỉ còn một mình Ngài đi làm, một suất lương lên những bốn miệng ăn, trong khi nhu cầu ăn học của hai cô con gái ngày càng tăng. Các cụ thường nói là miệng ăn núi lở, thật chẳng sai. Tuy nhiên thì với cương vị trưởng phòng tài chính, Ngài vẫn đủ khả năng cung ứng mọi nhu cầu của gia đình. Giờ không còn thoải mái như khi Kha vẫn còn làm thủ kho. Kha không có việc làm, sinh ra lười biếng, không chịu động chân động tay vào việc gì. Mặc dù đất rộng rãi có thể trồng rau hay là nuôi gà nuôi lợn như bao gia đình lúc đó. Sẵn có chút tiền, cơ quan trả Kha chi tiêu vô tội vạ. Chỉ vài tháng đã hết. Hàng ngày Kha đắm mình trong những giấc ngủ triền miên, từ 8 giờ tối hôm trước cho đến 10 giờ sáng hôm sau. Đánh răng rửa mặt qua loa rồi pha chè hút thuốc vặt một mình. 11 giờ nấu cơm chờ vợ con về. Ăn trưa xong Kha lại ngủ một lẻo cho đến tầm 4-5 giờ chiều mới dậy. Nấu ăn tối xong rồi lại đi ngủ. Kha vô tư với mọi thay đổi của thời thế, thế cuộc. Phó mặc mọi sự cho mình vợ xoay sở. Một xu không kiếm ra, Kha thành mụ mẫm chai lì lười nhác. Và xung đột hai vợ chồng thường xuyên nổ ra. Ngà không có thời gian chăm lo cho ba đứa con vì bận công việc của cơ quan. Vào những tháng cuối quý, cuối năm, công việc ở cơ quan rất bận, Ngà đi suốt. Có hôm về nhà đã 10 giờ đêm, sáng lại đi sớm. Hai con gái ngày một lớn không ai quản cho nên chúng mặc sức ăn chơi đua đòi. Học hành vì thế mà cũng ngày một sa sút. Rồi con lớn học giờ lớp 12 thì bỏ nhà theo trai đi bụi đời. Đứa bé thì cũng chỉ học đến lớp 11, cũng bỏ nhà đi nốt. May mắn thay thằng Tâm còn học hành cho đến nơi đến chốn. Và con Mi là sản phẩm của đứa con lớn với thằng chồng hờ người Đài Loan. Nghe nói nó đã có vợ nhưng đẻ toàn con gái. Nó cảm với Hương hy vọng đẻ cho nó thằng con trai.
Nhưng khi chửa biết là con gái, nó trò mấy chục chiều rồi đuổi con bà ra khỏi nhà. Đẻ được hơn một tháng thì nó mang về bắt bà nuôi, và nó lại đi lang thang trả khắp các hộp đêm vũ trường ở Hà Nội, đắm mình trong bia rượu và hoan lạc. Lâu lâu nó lại kéo bạn về nhà báo hại bố mẹ hàng tuần rồi lại đi. Nó không hề ỏ ê gì đến con bé My, nhưng vì giữ thể diện với họ hàng làng xóm, bà vẫn bảo con bà lấy chồng là giám đốc dưới Hà Nội. Vậy mà bà Ngà đâu đang hết khổ. Bồng lộc đến lúc về hưu bà tích cóp được hơn 500 triệu đồng. Bà giấu chồng con, định bụng đem số tiền đó gửi ngân hàng, phòng khi vợ chồng già yếu. Không ngờ đứa thứ hai lừa lúc mà vợ chồng bà đi vắng, nó đưa bạn trai về phá két và cũng sạch tiền và bỏ đi. Hơn năm sau nó trở về với những thành xăm kín dị khắp hai đùi hai tay, mắt xanh mỏ đỏ tóc vàng. Nó mặc chiếc quần đùi rách te tua bó sát bẹn, chiếc áo thì ngắn cụn cẫng, hở ra khoảng rốn lộ cả một hình xăm hai con rết xanh lét. Nó đi đứng nói năng bậm trợn. Nhiều lúc bà Ngà muốn giết nó mà cuối cùng chỉ đành cắn răng cam chịu, cũng vì lo giữ thể diện. Chúng đi chán thì thi thoảng lại bỏ về nhà nằm ườn, bắt bố mẹ phải cơm nước giặt rũ và hầu hạ. Mỗi khi đáo về suốt ngày, chúng chỉ cắm mặt vào điện thoại, lúc thì cười hô hố, khi thì lại chửi bậy văng tục ầm ĩ như kẻ dại. Sau 3 ngày lại bỏ đi. Cứ như vậy bà Ngà lâm vào túng bí, sống trong đau khổ và dằn vặt. Trong khi ông Kha lười nhác, suốt ngày đắm mình vào trong làn khói thuốc và chìm vào những giấc ngủ mụ mị, ông chút cả gánh nặng gia đình lên đầu của vợ. Sau khi mà con gái lớn bỏ đi biệt xứ, ông Kha cũng lâm bệnh mà qua đời. Chỉ còn một mình bà Ngà cắn răng chèo chống gia đình nuôi con nuôi cháu. Năm đầu tiên đặt chân lên cái đất Hà Nội này, tâm như bao sinh viên nghèo lên thủ đô học tập, mong rằng sau này có công ăn việc làm mà yên ấm bản thân, còn lo cho gia đình qua những tháng năm cừ cực. Tâm trọ ở ngoại ô Hà Nội cho bớt chi tiêu tiền nong. Ngoài giờ lên lớp thì Tâm còn đi làm thêm 100.000 công việc để phụ đỡ bà Ngà ở quê. Tâm xin đứng lớp gia sư vì học giỏi, cho nên chẳng bao lâu đã có tiếng là mát tay. Phàm những con nhà giàu có học hành chỉnh mảng hay mất gốc, với sự kèm cặp của Tâm đều học hành thăng tiến. Thậm chí ngoài tiền công dạy là 35.000 một buổi, Tâm còn được chủ nhà ưu ái thưởng thêm. Rồi là sinh viên năm nhất, nhưng mà Tâm còn nhai ra, bon chen cuộc sống bằng đủ thứ nghề. Ngoài lịch dạy thêm 3 buổi một tuần, Tâm còn làm đủ nghề như là rửa bát, coi xe hay đôi khi là coi quán net. Việc học thì luôn đảm bảo trên lớp không bỏ buổi nào. Nên Tết năm đầu tiên, Tâm còn sắm sửa cho nhà bao nhiêu đồ. Dân làng tấm tắc khen làm cho bà Ngà nở hết mặt mũi. Đấy, đẻ được đứa con mát hết cả mặt mũi. Thằng Tâm ấy hả, biết thương mẹ nó lắm đó. Đi học còn biết kiếm tiền tự nuôi thân. Mừng cho chị Ngà nhé. Quả thật Tâm tự chi trả cho mọi sinh hoạt, cho nên bà Ngà cũng đỡ lo lắng phần nào. Lúc con trai có dịp về nhà thì bà Ngà thường xoa đầu rồi rơm rớm nước mắt. Khổ thân con, mới ra đời mà phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Thế nhưng Tâm đã đánh mất bản thân của mình vào vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời vào năm thứ 2. Vốn làm ra tiền, Tâm phải sống như người có tiền. Tâm đã trốn lớp khá nhiều, lại giao du với đám bạn xấu nhậu nhẹt triền miên, và hầu như là quên bẵng đi bản thân mình là ai. Anh xem người ta kìa. Thuy Thủy lên tiếng phụng phịu rồi đập tay vào ngực của Tâm. Thủy là một cô gái Tâm mới quen chưa lâu, nhưng mà tình cảm của Tâm dành cho cô ta rất say đắm. Phạm là Thủy muốn gì Tâm cũng mua cho bằng được. Trong các cuộc chơi và đám bạn, Tâm luôn tỏ ra là một người có tiền. Ăn chơi tiêu xài Tâm đứng ra lo liệu. Theo thời gian Tâm xa dần vào thói hưởng thụ, đã đành đánh mất bản thân lúc nào không hay. Tiếng của Thủy lại hối thúc. Anh xem kìa, anh Hưng anh ấy lại mua cho cái Thu Hằng cái túi đẹp quá thôi. Người ta thương nhau thế cơ mà. Tâm rót đầy ly bia kéo Thủy vào trong lòng, xoa lên làn da trắng bóc trên cánh tay. Được rồi, một cái chứ 10 cái anh cũng mua cho bảo bối. Nào anh em mình dô đi. Tiếng của thằng Hóa liền tâng bốc. Anh Tâm là nhất đấy, có tiền lại có người yêu xinh đẹp, đúng là còn thiếu cái gì đâu. Tâm ngửa cổ tu cạn ly bia rồi cười khà, nhìn đám bạn rồi bảo. Tao kể cho chúng mày nghe nha, ở nhà tao đất đai còn rộng lắm, sau này cũng về tay tao hết thôi. Chỉ sợ không sống mà hưởng phúc thôi. Nào rồi chúng mày.
Những cuộc chơi vô bờ bến đã kéo Tâm trở thành một con người hoàn toàn khác. Tâm thường xuyên gọi điện về xin tiền bà Ngà. Cóp nhặt được vài đồng, bà Ngà lại nhịn ăn nhịn mặc để gửi lên cho con. Vì Tâm bảo dạo này học thêm tiếng Anh vi tính nhiều lắm. Lại còn là cái đất phồn hoa đô thị này, cho nên chi tiêu cũng đắt đỏ. Để có những khoản tiền mấy triệu bà gửi lên cho cậu con trai, bà Ngà phải lam lũ từ sáng đến tối. Con bé My thì phải gửi nhờ đi cháu họ tên Thu sống bên cạnh nhà trông. Thời gian đầu Tâm ra sức làm thêm để có tiền chiều chuộng người yêu và ăn chơi nhậu nhẹt. Tâm thấy điều đó xứng đáng lắm. Mỗi lần ra đường đi bên cạnh Thủy, bao nhiêu cặp mắt trầm trồ càng làm cho Tâm tự hào, hãnh diện về nhan sắc của người yêu. Tâm càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn của cuộc đời. Để chiều chuộng ham muốn của Thủy là một chiếc xe tay ga, Tâm đã dính vào tín dụng đen như là một cái kết tất yếu. Lãi mẹ đẻ lãi con theo cấp số nhân làm cho Tâm lo lắng tột cùng. Trong cả đám chơi chung thì chỉ có Hóa là Tâm coi là anh em chí cốt. Họ biết hoàn cảnh của Tâm nhưng vẫn coi Tâm là bạn, dù nhà Hóa giàu có lắm. Chiều hôm ấy tại quán nhậu gần cổng trường, số tiền mà mày cho anh mượn ấy, anh trả tín dụng đen hôm trước vẫn còn dư. Thủy đang muốn một chiếc xe tiện đi học, mày xem còn khoản nào thì giúp anh thêm 50 triệu nữa đi được không? Hóa liền suy nghĩ mông lung rồi bảo, tiền mặt thì em không có, nhưng mà em có một ông anh, ông ấy làm nghề cho vay lãi ở bên Hoàng Mai đó, nếu mà anh muốn thì em đứng ra bảo lãnh cho. Thì lãi suất bên ông thế nào? Cho người thân cho nên là mềm lắm anh, 5 triệu một tháng 100 ngàn thôi, người thân mà. Tâm nhầm tính trong đầu rồi bảo, vậy một tháng chỉ phải đóng 1 triệu tiền lãi thôi sao? Tính ra mỗi ngày có hơn 30 ngàn chứ mấy. Hóa gắp miếng thịt dê đưa lên miệng nhai rồi vỗ đùi đen đét. Đấy, bảo lãnh mà lo gì? Nếu mà anh quyết thì tí đi luôn á, có em bảo lãnh thì ông giao tiền luôn chứ. Rồi, rồi, nốt công này rồi đi, rồi. Tâm ký vào tờ giấy và nhận đủ 49 triệu, lý do đã trừ 1 triệu vào tiền lãi tháng đầu. Buổi nhậu đêm đó, Tâm xoay tròn chiếc chìa khóa xe trên tay của Thủy, làm cho Thủy reo lên sung sướng nhào vào lòng của Tâm. Đây, thích gì anh cũng chiều nhé. Thủy cầm chiếc chìa khóa cười tít mắt, Hóa mỉm cười rồi lên tiếng, nhất anh Tâm rồi. Thằng Hưng cũng kinh ngạc, anh Tâm đúng là số 1. Nói về cái độ chịu chơi anh số 2 thì không ai dám là số 1 cả. Rồi rồi, nói nhiều thế rồi chúng mày đi. Gần một tháng sau, Tâm với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường đang đổ chuông, đầu của gã vẫn còn nhức vì chầu nhậu cho đến sáng. Đầu dây bên kia có tiếng của thằng Hóa. Anh Tâm, anh làm ăn thế chết em rồi. Có chuyện gì sáng sớm đã kêu gào vậy? Sao anh vay tiền mà không thanh toán tiền lãi cho người ta? Để người ta gọi điện em hối quá trời kìa. Tâm sực tỉnh trao mày, lãi, đã tới hạn đâu mà phải đóng. Hóa liền than vãn, trời đất ơi, anh Tâm là anh Tâm. Anh ký danh không đọc à? Ở đó người ta thu lãi ngày, tức là ngày nào anh cũng phải ra đó nộp tiền cho người ta. Nếu không thì tiền lãi ngày đó tính vào lãi, rồi phạt tiền tùm lum ra. Hôm nay đã lên tới gần 100 triệu rồi đấy. Tâm liền há hốc mồm. 100 triệu? Hóa liền đáp thừng. Đúng vậy, anh mà không thu xếp là chết cả ngay đó. Đám người này không dây vực vào đâu. Em thấy nhà anh còn mảnh đất đó bán đi, không để tụi nó về tận nhà anh thì em chết. Tâm đánh rơi chiếc điện thoại há hốc mồm. Chưa kịp định thần thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Alo, tôi Tâm đây. Đầu dây bên kia tiếng của người đàn ông gần giọng. Mày là Tâm à? Rồi tiền nợ chúng ta mày tính thế nào? Tâm nhận ra ngay tiếng của lão chủ tiệm cho vay nặng lãi. Mồ hôi hột túa ra từng chập. Tâm lắp bắp. À, anh Thưởng à? Mấy nay em bận học quá. Anh cho một tuần thu xếp được không à? Em hứa sẽ trả anh đầy đủ cả vốn lẫn lời không thiếu đâu. Thường liền gần giọng. Nói xạo là chết mẹ mày đi nha. Tuần sau mà không trả cả gốc lẫn lãi là đàn em tao về tận nhà mày đó. Nhớ đó. Tâm bỗng chốc rơi vào bước đường cùng. Gã đi đi lại lại. Lời của thằng Hóa cứ văng vọng bên tai. Nhà anh có mảnh đất đấy, bán đi. Phần vì lo lắng đám giang hồ nên chiều ngày hôm đó, Tâm bắt xe đỏ về ngay nhà. 8 giờ tối. Bán. Con nói gì nói lại cho mẹ nghe. Bà Ngà liền run rẩy lắp bắp. Con em họ cạnh nhà lúc ấy sang chơi, cũng tưởng mình nghe nhầm cho nên hỏi ngay thấp lự. Anh nói bán là bán cái gì à? Tâm liền gắt lên. Bán đất cả đất chứ còn bán cái gì? Bà Ngà liền run rẩy. Đang yên ổn sao lại bán? Tâm ném cái bà lô trên vai xuống hiên nhà, ngồi phịch xuống bộ bàn ghế. Tôi chơi lô đề, là thằng Đình đầu bỏ dưới Hà Nội hơn 100 triệu, bà liệu mà trả?
con nói cái gì? Tâm nhếch mép, tôi tính rồi. Cùng lắm bán căn nhà này đi. Tôi hỏi bên cái chỗ thằng Cường sẹo rồi 300 triệu. Nó trả 300 triệu cho căn nhà này. Bà Ngà kinh hãi đánh rơi cái nồi gang đang cầm ở trên tay. Tiếng động lớn quá làm con chó mực đang cuộn mình cũng phải ngóc đầu lên. Tâm liền dở giọng trịch thượng. Y tôi đã quyết. Thì tôi lên Văn Tự nhà đất đi. Bà đừng có đứng đó làm gì. Y nấu cái gì ngon lên đây. Một lát nữa tôi sẽ là người có tiền rồi. Bà cứ liệu liệu cái thần hồn đấy. Bà Ngà rụng rời cả chân tay tiến lại cầm tay con trai mình rồi van vỉ. Mẹ xin con đấy. Mẹ lại con. Không bán được đâu. Đất này là mảnh đất gia hỏa của ông bà để lại cho bố. Có chết mẹ cũng không cho ai bán nó đi. Còn thương mẹ thì nghe mẹ với. Tâm liền bực dọc hất tay của bà Ngà làm cho bà loạng choạng ngã chúi về đằng sau. Đầu đập vào tường rồi lăn quay ra. Bà Ngà tỉnh dậy, bà ngơ ngác khi nhận ra bà đang nằm trong phòng hồi sức của phòng khám tư Hạnh Phúc. Một phòng khám của nhóm bác sĩ người Tàu. Bà thấy đầu của mình vàng vất muốn ngồi dậy mà lại thấy chóng mặt. Bà xoay người nằm nghiêng ra ngoài, cô y tá thấy vậy thì lên tiếng nói. Bác tỉnh rồi à? Tôi nằm đi bao lâu rồi? Dạ hơn 3 tiếng à? Cháu gái đưa bác vào đây đấy. Nghe đến đây thì bà Ngà ngồi phắt dậy. Chết rồi, tôi phải về cô à? Bác còn mệt không thể về ngay thế này được đâu. Không, tôi phải về vì con tôi nó định bán nhà. Tôi không thể nằm lâu, cô thông cảm lo thủ tục giúp tôi. Biết không thể giữ được bà Ngà, cô y tá liền bảo. Vậy bác cứ nằm nghỉ lát nữa, cháu cho gọi người nhà và thanh toán. Bà Nhà đón xe về đến nhà đã muộn, bà vội vàng sang hàng xóm đón bé My về. Bà tắm rửa cho nó rồi ru cho nó ngủ. Hơn 8 giờ tối thằng nghịch tử lại mò về, nó bảo bà. Dạo này bi quá chả kiếm được đồng nào, bà có tiền đưa tôi vài trăm tiêu tạm. Bà Ngà liền điên tiết rồi rít lên. Tiền? Một thân mày học không học, suốt ngày đàn đúng ăn chơi. Thế về là xin tiền là sao? Mẹ đào đâu cho mày? Mà mẹ báo trước nhá, mẹ cấm mày không được động đến căn nhà này. Bà lại kia với con cái rồi, mà tôi bán thầu mà tiêu. Khi chỗ này nó sắp giải tòa đền bù không đáng bao nhiêu tiền đâu, tôi mới nghe được tin đó. Giờ mình tranh thủ bán đi còn có giá, khư khư giữ làm gì, chết bà con em đi được không? Con em họ tin Thu liền vặn lại. Giải tỏa? Bà con chòm xóm và cả cái trường lành của anh nói gì đâu, anh nghe ở đâu? Mày còn trẻ biết cái gì ra kia? Rồi quay sang bà Nhài rồi khẩn khoản. Tôi đã định rồi. Mảnh đất này hơn 200 mét vuông, giá cũng phải hơn 300 triệu. Tôi gọi người ta tới bán rồi, ngày mai họ qua. Bà Ngà liền gào lên. Đây là mảnh đất mẹ khó nhọc lắm mới ký cóp mua được. Không, mẹ không cho mày bán. Còn mồ mả bố mày ở sau nhà kia kìa. Tâm liền gào lên. Bố chết bao năm rồi, xương cốt mục cả rồi. Suốt ngày lôi ra nói làm cái gì. Ngôi mộ mốc đấy thì ngày mai cho người ta đào lên rồi quẳng đi. Chết rồi còn rách việc. Còn bà ấy, sau này tôi cũng thiêu luôn cho đỡ mất công chôn cất. Bà chết rồi thì ai hưởng, tôi đúng không? Của cải thì tôi bán, bán trước hay bán sau thì cũng vậy thôi, không có nói nhiều. Cả nói xong thì hầm hầm bỏ ra nhà ngoài. Bà Ngà há hốc mồm không tin vào những gì vừa thốt ra từ miệng con trai của mình. Bà thất thần ngồi đưa tay lên để giữ ngực trái. Bà sốc, hai hàng nước mắt chảy dài rồi ngồi thụp xuống lất lắc đầu chua chát. Con mực ngồi thu lu ở góc nhà im lìm chứng kiến mọi chuyện, rồi lê cái chân què lại rụi đầu vào lòng của bà. Thấy thái độ cương quyết của thằng con trai, bà Ngà lo sợ lắm. Con trai bà hiểu tính nó chứ. Bà Ngà bỏ ra ngoài rồi giấm dứt khóc. Tâm ơi, mẹ xin con, nhà này không bán được đâu. Không bán? Bà bảo không bán là sao? Nhà này của tôi thích bỏ ai hay là bán được quyền của tôi, bà nhớ chưa? Thu liền há hốc mồm nhìn anh họ rồi gắt lên. Anh nói chuyện với bác thế hả? Anh thì có tài giỏi rồi. Lên Hà Nội 2 năm anh biết là bác kỳ vọng anh thế nào không? Bác chắt bóp từng đồng từng hào. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, gửi tiền cho anh đó. Ngưng lại một chút, Thu liền nức nở. Cái dạo mà anh điện về đấy, bảo gửi tiền cho anh đi du lịch với lớp đấy. Anh nhớ không hả? Bác gom mãi bán cả thóc lúa không đủ đâu. Tiền mua bỉm sữa cho con bé My ấy phải lấy ra cho anh đấy. Sau đó anh biết không, bác đi bán máu đấy. Bác bán máu để cho anh có tiền bằng bạn bằng bè đấy. Anh lên Hà Nội đã làm cho bác vui mấy ngày chưa? Hay là anh học cái thói mất dạy rồi về chửi mắng mẹ của mình? Anh còn đòi bán đi căn nhà để thờ phục ông bà bố mẹ của anh. Anh có còn là con người không? Tâm điên lên tắt cho con em họ một cái ngã rúi xuống rồi gầm lên. Mày câm mồm đi. Thờ phục đúng không à? Ông bà tổ tiên không?
Nói rồi gã liền hầm hầm lao lên trên bàn, giang tay gạt hết đống bát hương và di ảnh xuống đất. Một tiếng xoàng khô khốc vang lên, bát hương vỡ tan tành, bụi tro tung lên mù mịt. Khá còn nhẫn tâm đạp mấy nhát lên di ảnh của ông Kha, bà ngà gào lên rồi lao vào ôm chầm lấy chân của gã. Nghịch tử, mày không được làm thế. Cả đang liền cơn điền máu đập bà ngà mấy cái, làm cho bà đập đầu vào thành ghế, bất tỉnh nhân sự. Thu liền ngào lên, thằng chó má, mày có còn tính người không à? Cả túm chặt lấy con bé định tạt mấy cái bạt tai, thì nghe tiếng gầm lên chói tai. Con bận vốn dĩ đã bị què chỉ lết đi bằng hai chân trước, lúc này đã lao lại. Nhà hàm răng đã dùng mấy cái nhìn gã mà cắn xé. Cái đớp mạnh kèm với tiếng cầm gừ làm cho gã đầu đớn thất kinh. Với lấy cái bát hương lăn lồng lốc trên đất, gã nhà đầu của nó mà đập điên cuồng. Con bận già yếu lắm rồi bị đập mạnh vài cái, miệng của nó hộc ra một dòng máu rồi rú lên. Nó giấy rủa một hồi rên nư ử rồi chết tươi tại chỗ. Máu trên đầu văng ra dính lên tấm hình thờ đen trắng của ông Kha đang lăn lồng lốc trên đất. Khá thở hồng hồng rồi ngay lập tức mở tủ cầm chiếc ví của bà ngà. Mở ra thấy tờ 500 ngàn và tờ 200, nó liền rút lấy rồi nói. Bà bảo hết tiền à? Vậy đây không phải tiền chắc, sao bà keo kiệt với tôi thế? Tâm nhét tiền vào trong túi, vứt chiếc ví trên bàn và rảo bước đi ra cửa. Thu liền nhào lại đòi lại số tiền mà bà vừa bắn máu chiều qua của bác mình. Bà ngà định để mai mua sữa vào bỉm cho con bé mi nhưng không kịp. Tâm đã lao ra khỏi cầm. Ngoài đó có một gã đàn ông đang ngồi trên xe máy chở sẵn. Chiếc xe lao vọt đi, Thu lảo đảo đầu óc quay cuồng, ngã vật đầu xuống sân. Sáng hôm sau, lúc Thu đang đút cho bà ngà mấy thìa cháo, thì bốn gã đàn ông tiến vào trong nhà. Một người mặc vest trễ cặp kính trắng xuống nhìn hai vợ chồng đang nằm trên chiếc giường ngọp ẹp mà tuyên bố. Con trai của bà bán mảnh đất này cho tôi, bao gồm cả căn nhà này. Bà ngà há hốc mồm lắp bắp, nó bán bao giờ? Người đàn ông dơ ra một tờ văn tự bán nhà rồi bảo. Con trai của bà đã nhận đủ tiền và nói rằng lên Hà Nội ở. Nhà này bây giờ thuộc về chúng tôi. Văn tự viết tay và giấy tờ đất đây. Mời bà vào khu nhà, ngày mai dọn ra khỏi đây. Bà ngà á khẩu, bàn tay gầy chư xương bấu chặt vào tay của Thu rồi liền trợn trừng hai mắt. Ngáp ngáp vài tiếng mặc dù được cấp cứu, nhưng do cú sốc quá lớn, cộng với sự suy kiệt thể lực do hơn năm trời nay, bà ngà giống mọi người thường xuyên đi bán máu nuôi cháu nuôi con. Tuổi đã cao lại thêm cú sốc tinh thần cho nên bà không qua khỏi. Thu kinh hãi lầy bác của mình trong vô vọng. Kiểu lúc đó trên thành phố, nào dô đi tụi bay, hôm nay anh Tâm bảo tụi bay chơi xả láng. Thằng Vương liền giơ ngón tay cái rồi bảo, công nhận anh Tâm giỏi thật đấy, tiền cầm hàng sấp thi kia thì ối em xin chết. À, nhân tình của Tâm cau mày rồi đáp, này này, ông là của tôi rồi đó nha. Tâm há miệng ăn miếng dưa trên tay của à nhân tình rồi đáp, rồi rồi, bảo bối của anh mà, một lần nữa muốn gì cứ nói anh mua hết. À nhân tình thủ thì đáp, người ta chỉ muốn anh thôi, à mà khoan, ba mẹ của em đang sửa nhà, tới một khoản kha khá, hay là anh cho mượn đỡ đi, nhà đó ba má của em sửa cho em, tháng sau cưới nhau cũng là của anh đó, anh tính sao? Tâm nghe xong thích chí vỗ đùi đánh đét rồi bảo, hay, của em thì cũng là của anh, ba mẹ em cũng là ba mẹ anh, hiếu thuận với họ là lẽ đương nhiên mà. Nói rồi gã rút sấp tiền ra đưa luôn cho ả, rồi ngửa cổ tu sạch ly bia. Tiếng chuông điện thoại làm cho Tâm nhíu mày khi thấy số đang gọi là của em họ. Sao, mày gọi cho tao làm gì? Bà giờ lại cằn nhằn đúng không? Tao không về đâu, đừng có tìm mất công. Tiếng của Thu nức nở trong điện thoại làm cho Tâm tái mặt, đánh rơi đôi đũa trong tay. Thằng khốn nạn, mày về ngay, mẹ mày chết rồi. Tâm lao nhanh vào trong nhà cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Thân xác của bà ngà còn còm cõi im lìm, lạnh lẽo trong cái quan tài bằng gỗ tạp đặt chính giữa nhà. Thân xác của bà ngà còm cõi nằm im lìm lạnh lẽo trong cái quan tài bằng gỗ tạp đặt chính giữa nhà, và mấy người hàng xóm tốt bụng gom tiền mua. Vừa thấy Tâm, tiếng xì xào đã vang lên không ngớt. Thằng nghịch tử đấy, nó còn dám vác mặt về. Giọng của một người đàn bà giễu cợt, chính nó gây ra cái chết cho bà ngà chứ ai. Và vài tiếng lại đay nghiến, cái loại mất dạy. Bà thắm hàng xóm thở dài bỏ lừng câu nói, trẻ cậy cha, già cậy con,
Bà Nga cũng là cái số khổ. Chồng thì rượu chè tối ngày, mình bà ấy thân cò gánh nặng nuôi con trưởng thành, ai ngờ... Mặc dù được cấp cứu nhưng cú ngã quá mạnh, làm đứt động mạch não, cộng với sự suy kiệt thể lực do hơn năm trời nay, bà Nga giống mọi người thường xuyên đi bán máu, tuổi đã cao cho nên bà không qua khỏi. Đám ma của bà Nga diễn ra trong buổi chiều cuối năm mưa rơi dầu dĩ. Thu ủ rũ bế bé cháu ngồi bên cạnh linh cữu, còn bé mi ngằn ngặt khóc miệng ú ớ đòi bà. Tâm bỏ qua hết những lời đàm tiếu mà quỳ xuống bên quan tài, run rẩy cầm tay của bà Nga mà thổn thức. Mẹ, mẹ ơi! Bà Nga da rẻ nhợt nhạt như ma đói lâu năm, nằm im lìm trong quan tài. Vết thương trên trán do va đập vào thành ghế tối qua đã bầm lại, thâm xì một mảng. Lúc Tâm đang thổn thức bên xác của mẹ thì chợt kinh hãi rụt tay lại, ngã ngồi xuống đất ú ớ vài câu. Vì lúc nhìn vào khuôn mặt gầy đét và hốc hác trũng sâu của bà Nga đang nằm trong quan tài, gã cố dặn ra mấy giọt nước mắt, thì bà Nga mở trừng mắt đăm đăm nhìn gã. Mấy đầu ngón tay gầy guộc nắm chặt tay của gã làm cho gã kinh hãi giật ra rồi ngã ngửa xuống đất. Chân của gã đập mạnh vào quan tài lúc ngã xuống làm quan tài đổ nghiêng qua một bên, văng cả xác của bà Nga xuống nền nhà. Dù trong lòng rất sợ nhưng thân là con trai độc nhất, đêm hôm đó Tâm vẫn phải làm chân canh quan tài cho mẹ. 11 giờ đêm đang thiêu thiêu ngủ thì một cơn gió lạnh mang theo một mùi hôi tanh tưởi lượm giọng xông vào bên trong. Tiếng gió rít qua khe cửa tạo thành những âm thanh xe sắt. Tâm dùng mình nhổm dậy, đang kiếm cái chăn cho đỡ lạnh thì giật mình vì hai ngọn đèn cầy đặt bên cạnh hai đầu quan tài chưa kịp đóng nắp đã tắt lịm từ bao giờ. Cùng lúc đó Tâm bị một phen hú vía. Dưới gầm quan tài không biết từ đâu xuất hiện một con mèo đen to lớn. Mắt của nó sáng rực trong đêm, nhưng một bên lại bị mù. Tâm đang á khẩu thì con mèo lao vụt lên trên cái quan tài. Con mèo đen dùng chân cào cào vào, rồi hất vài liệm trắng xóa đang phủ trên mặt xác bà Nga, rồi đưa miệng nó vào sát miệng của xác chết. Tâm lúc này đã hoàn hồn, bèn vớ vội cây chổi tre dựng ở góc nhà mà nhào tới gầm lên. Mày cút đi, cái con súc sinh kia! Con mèo đen thấy bóng người lao tới thì gào lên một tiếng, rồi phóng vụt lên bàn thờ, đặt trên cái nóc tủ. Nó phóng mình lên xà nhà, thoát ra ngoài theo lỗ thông gió. Trước khi gieo mình ra ngoài, nó còn quay lại nhìn Tâm chằm chọc rồi thét lên hai tiếng. Thấy con mèo đen chạy đi rồi mà không làm được gì, Tâm chỉ đứng chửi đồng vài câu. Súc sinh, để ta gặp mày ta giết. Trần phía sau lưng của gã vang lên một tiếng thở rất nhẹ, rồi tiếng rít phát ra chói tai. Tâm quay ngược lại thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Tiếng sấm rền vang lên kèm theo một tia chớp soi rọi cả căn nhà. Xác của bà Nga bật dậy đứng nhìn gã chăm chăm. Tâm má khẩu hai mắt lạc thần mồm há hốc. Bà Nga bất giác ngẩng đầu, hai con người như lồi hẳn ra ngoài, nhễu ra hai dòng máu đen xịn bốc mùi tanh nồng đặc. Rồi cái xác nhảy thẳng ra ngoài nhắm Tâm rồi bóp đến ngạt thở. Tâm hét lên rồi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn quay ngoắt nhìn sang quan tài thấy hai cây đèn cầy vẫn còn cháy đỏ rực. Tấm khăn phủ trên mặt của bà Nga vẫn còn nguyên như cũ. Hóa ra chỉ là mơ. Tâm thở vào nhẹ nhõm rồi ngồi dậy, ra phía ban thờ với tay lấy ba que nhang và châm vào ngọn đèn dầu. Ba que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh lờ mờ bốc lên. Tâm cắn ba cây nhang xuống cây bát hương đầu quan tài, lầm rầm khấn vái. Vừa mở mắt ra thì một lần nữa kinh hãi thét lên rồi ngã ngửa ra đất. Trong làn khói nhang lờ mờ, khuôn mặt của bà Nga vừa hiện ra gầy guộc và ướt sũng. Ánh mắt nhìn hắn chằm chọc như oán hận, làm cho hắn kinh hãi hồn siêu phách lạc. Cái gì thế? Tiếng hét của hắn làm cho mấy người hàng xóm ở lại đêm nay bật dậy. Cả đám người thấy Tâm ngồi co ro dưới gầm bàn thờ, hai tay run rẩy che mặt, miệng lầm rầm điên hồi mà không thành tiếng. Làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm gào toáng lên vậy Tâm? Ông Sáu hàng xóm bực dọc nói, có khi nào nó trúng gió không à? Ông Tự tiếp lời. Hai thanh niên trong xóm dìu Tâm lúc này đang co rúm cả lại, ra chiếc ghế cạnh bên cửa sổ. Sau khi cho hắn uống mấy ngụm trà nóng và bóp huyệt nhân trung, một lúc ba hồn bảy vía mới về với Tâm.
Tâm nhìn sang quan tài, ba nén nhang vẫn còn bốc khói lờ mờ. Hắn còn rúm người lại rồi nhìn khắp lượt. Giờ có chuyện gì mà mày gào toáng lên vậy? Nửa đêm nửa hôm hàng xóm nghe tiếng của mày thì lại thường làm sao biết anh nói thế nào? Rồi giờ còn chui vào gầm bàn thờ mà ngồi nữa chứ? Tâm mà kể lời của ông Tự đang trách móc mình mà chỉ tay về quan tài rồi lắp bắp. Mẹ, mẹ cháu về. Hai gã thanh niên nghe vậy thì bất giác co lại một chỗ rồi cùng hướng mắt nhìn về quan tài. Xác của bà Nga vẫn còn im lìm, tấm vải phủ lên trên mặt vẫn còn nguyên vị trí cũ. Một gã nghi hoặc hỏi, mẹ, mẹ mày về? Ý mày nói là mẹ mày đã chết, xác thì còn khô cứng kia về sao hả? Hay là mày thương nhớ mẹ quá đâm ra tưởng tượng? Ông Sáu đồng tình đáp, chắc mày mệt mỏi nhìn gà hóa quốc chứ mẹ mày nào về. Tâm cũng nghĩ là do mình mệt mỏi cho nên nhìn gà hóa quốc. Mẹ hắn mới chết, xác còn trong quan tài, chứ có đâu đâu mà về. Tâm nghĩ lại cơn ác mộng lúc nãy rồi thầm nghĩ, chắc là do mình chưa tỉnh ngủ cho nên hoa mắt. Nhấp thêm một ngụm trà còn bốc khói nghi ngút, Tâm bảo, các bác đi ngủ đi, để cháu canh tiếp cho. Chắc là cháu mệt quá lại nhớ thương mẹ cho nên nhìn gà hóa quốc thôi. Thôi đi ngủ đi. Sau khi mấy người hàng xóm bỏ ra nhà ngang, Tâm vẫn ngồi im ở chiếc ghế gỗ mà không dám lại gần quan tài. Ở bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vù vù vào mái nhà. Tâm ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, hai mắt đã díu lại cả. Thì bất chợt tiếng rin rít như móng tay ai đang cào vào miếng gỗ vọng lên, rồi thẳng vào tai làm cho hắn mở chừng hai mắt. Tâm với tay bật ngọn đèn máng trên vách thì một bóng đen kêu thét lên, rồi lao vút từ nóc tủ xuống đầu. Tâm giật mình né tránh, tim như muốn ngừng đập. Nhưng mà định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lèn rất nhanh ra ngoài. Tâm đứng yên nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Bỗng cánh cửa chính nhờ có một sức mạnh kinh người mà bật tung ra. Tiếng mưa gió vồn vột tạt vào trong nhà làm cho hai ngọn đèn cầy tắt lịm. Tâm điếng hồn rồi nhanh chóng với tay đóng chặt hai cánh cửa. Lúc vừa nhìn ra ngoài trước mắt là một khoảng sân ẩm mốc, mấy bụi cỏ dại vì gió mưa quật cho đổ rạp, thì hắn bất chợt á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Vì trên cái bụi cỏ đổ rạp đó, cái dáng người cầm còng ướt sũng nước mưa của mẹ hắn đang đứng im lìm nhìn hắn chòng chòng. Bà Nga đứng ngay trước mặt của hắn, cách có chục bước chân, thế nhưng mà giọng nói nghe âm vang xa lạ, như từ chốn thăm thẳm nào đó vọng lại. Tâm ơi! Tâm hạ hốc mồm nhìn bóng dáng của bà Nga đang từ từ tiến lại. Mặt của bà trắng toát, một đôi mắt trừng trừng nhìn hắn đăm đăm, khiến cho chỉ vài giây sau, Tâm đã mất hẳn bình tĩnh. Tâm kinh hãi rũ lên, lại là một giấc mơ. Thu hận anh họ của mình lắm cho nên từ lúc phát thang, cô im lìm không nói với Tâm tiếng nào. 2 giờ sáng hôm đó sau khi lo liệu cho cô bé My xong, vì thương nhớ người bác tội nghiệp, Thu nhất định không ngủ. Cô bỏ từ buồng tiến ra ngồi bên cạnh quan tài canh sắc của bác mình mà chẳng thèm hé răng một câu với Tâm. Thu ngồi ôm quan tài mà khóc thút thít. Vần về của Tâm sau những giấc mơ kinh hoàng, hắn chẳng dạy gì nán lại gian nhà chính. Thêm việc cơ thể quá đỗi mệt mỏi cho nên hắn bỏ vào trong buồng ngả lưng. Lúc ấy tầm khoảng 3 giờ sáng, Tâm đang ngủ thì nghe tiếng loẹt xoẹt như có ai đó đang quét lá khô vọng lại bên hông nhà. Cạnh cái cửa sổ mà gã đang nằm chỉ vài bước chân, Tâm nhíu cặp mắt cay xè vì ngủ chưa đủ giấc. Giơ tay nhìn đồng hồ thì mới có 3 giờ 15 phút. Tâm ngoái nhìn ra hướng cửa sổ và đắp buộc chặt rồi lầu bầu trong miệng. Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt ai còn đi quét lá làm gì? Những tiếng rẹt xoẹt càng lúc càng lớn rồi vào tai của gã liên hồi. Tâm bực mình hất chăn mỏng đang trùm trên người rồi bước nhanh xuống giường đặng ra sau nhà để xem xét. Bên ngoài gian nhà chính mấy người trong xóm cùng Thu đang mệt mỏi ngủ gục từ bao giờ. Gã hé cửa đầy rồi mon men tiến ra phía sau hông nhà. Định thần quan sát hắn chẳng có ai ở đó. Tâm bực mình chửi đồng trong nguôi cơn giận. Mẹ kiếp, không có ai là sao? Nói rồi hắn quay người tính trở vào trong nhà. Để chơi được 3 bước thì âm thanh loẹt quẹt lại vọng lên đều đều. Tâm điên tiết quay người về phía đằng sau. Nơi âm thanh phát ra đó, hắn liền hét toáng lên rồi bỏ chạy thục mạng vào nhà. Vì trước mắt của hắn ngay chỗ nơi nhà,
cách hắn chỉ độ khoảng 20 bước chân. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn máng trên vách, con Mực đang lết đi bằng 2 chân trước. Trên lưng của nó là xác của bà Nga đang trợn trừng mắt nhìn. Hắn đạp cánh cửa rồi lao vào trong nhà. Thu vẫn nằm đó cạnh quan tài im lìm. Tâm kinh hãi thở hồng hộc, rồi sau giây phút kinh hồn tăng đượm đó, hắn liền tự hỏi. Quái lạ, hay là mình nhìn nhầm? Mình gào to như vậy sao không ai nghe thấy mà thức giấc? Tâm tiến lại chiếc quan tài chưa đóng nắp, thì xác của bà Nga với hai bàn tay khô đét vẫn im lìm trên ngực. Hắn liền vỗ đầu mấy cái tự nhủ đó chỉ là tưởng tượng, cho nên mở cửa bước vào phòng. Nhưng một lần nữa hắn lại gào thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Về trên chiếc giường ngọp ẹp đó, chân màn vẫn còn rối nùi. Con Mực từ bao giờ đang ngồi xếp bằng ở đó, hai mắt của nó sáng rực trong đêm tối nhìn hắn chòng chọc. Bất thình lình một bàn tay khô đét ở đâu thò ra túm chặt tay của Tâm, làm cho hắn hét lên. Này, mày làm cái gì mà cứ ú a ú ớ như vậy? Tiếng của ông Sáu cất lên làm cho Tâm choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Vẫn là giấc mơ kinh hoàng đó, Tâm bỏ ra bên ngoài, ra hẳn hiên ngồi rít thuốc chờ trời sáng. 3 giờ rưỡi trời vẫn còn tù mù, ánh trăng xen lẫn màn sương mờ. Đang nằm chiều rít thuốc thì bất chợt Tâm dùng mình ớn lạnh, nổi hết cả da gà toàn thân. Đám hàng xóm đang ngủ hết ở nhà ngang, còn Thu thì cũng ngủ gục bên cạnh quan tài, chỉ còn lại một mình Tâm trong không gian u ám này. Làn gió lạnh buốt làm cho Tâm bất giác giật mình. Trước mặt hắn là con quạ đen đang đứng nhìn mình chằm chằm. Con quạ cất lên 3 tiếng gào ai oán rồi tung cánh vụt đi. Tâm hoàng hồn giơ tay lên làm dấu thánh giá, mồm lẩm bẩm: "Isuma lạy Chúa thôi." Tâm mất một lúc mới hoàn hồn thì một lần nữa á khẩu, vì ngay ngoài cổng thấp thoáng một bóng người cầm rạp, đầu đội nón mê, tay khoác cái làn cói cũ kỹ. Nhào mắt nhìn kỹ thì người đó giống hệt mẹ của mình. Tâm hoàng hồn lao hẳn vào trong nhà, co ro ngồi cho đến sáng. 5 giờ sáng người ta kéo nhau đến nhà đông lắm, dù là bà Nga chỉ là một bóng mờ ở cái làng này, nhưng mấy chục năm sống ở đây, người ta đều biết bà là người nhân đức. Lại nghe người ta đồn nhau bà chết khi lên cơn thăng sông, cho nên không ai bảo ai cùng đến viếng đông lắm. Sau một hồi mệt nhoài thì Tâm cũng cố gắng trở dậy, mặc vội cái áo sổ trắng và chít khăn tang, nhanh chóng ra tiếp khách. Lúc mà tổ chức lễ khâm liệm thì xảy ra sự lạ. Số là lúc kèn trống đang ầm ĩ, đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên, thì Tâm bất giác ngẩng đầu lên như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Tâm nhìn tấm ảnh mẹ của mình lờ mờ qua làn khói sương thì bất chợt kêu thét lên, làm cho mọi người đang quỳ lạy bị một phen đứng tim. Tâm ngồi co giò ôm chặt hai đầu, khó khăn lắm người ta mới giữ hạ hắn được. Chỉ thấy hắn lắp bắp run giọng: "Mẹ, mẹ ơi!" Ông Tử bực dọc quá quát lên: "Ơ hai cái thằng này, mẹ mẹ cái gì?" Tâm kinh hãi tiếp lời: "Mẹ, mẹ vừa nhìn cháu." Cả đám kinh hãi quay ngoắt lại, nhìn quan tài lạnh lẽo đang nghi ngút khói hương mà dùng mình ớn lạnh. Nhưng xung quanh dân làng và quan khách đông lắm cho nên nói cứng: "Cái thằng này mẹ đang nằm kia kìa, sức đâu mà ngồi dậy mà còn nhìn mày. Nhanh đi còn làm lễ rồi còn nhập thổ cho mẹ mày, mất giờ hoàng đạo là chết giả đấy." Tâm vẫn có gió trong một góc mà kể lời của ông Tự dọa nạt. Nhưng lần này thì hắn tin mẹ của hắn, tức là bà Nga, vừa hiện hồn tìm về từ một thế giới u minh rồi nhầm vào cái ảnh đen trắng trên án thờ. Vì ngay lúc mà hắn ngước nhìn lên, khuôn mặt khô đét vô hồn trong tấm ảnh của bà Nga vừa trừng mắt nhìn hắn chằm chằm. Đám tang của bà Nga diễn ra khó nhập, từng cơn gió vù vụt đập vào chiếc xe tang đang nặng nề tiến ra nghĩa địa, làm cho nó nghiêng đi mấy lần. Dân làng vài hỏi nhau đỡ mấy lần, nếu không nó đổ ra thì phiền lắm. Đưa bà Nga ra đồng, ngoài dân làng thì chỉ có Tâm và Kha. Kha đi đầu đoàn người, tay cầm di ảnh đang ướt đẫm vì mưa gió. Tưởng bước đi của hắn nặng nề bao nhiêu thì tâm trạng lại cắn rứt bấy nhiêu. Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ của bà Nga đập đầy nước, khó khăn lắm người ta mới tắt được đi quá nửa. Quan tài của bà cứ lềnh vềnh trong huyệt, dân làng phải dùng xà beng ấn hai đầu xuống rồi thi nhau lấp đất lại. Một lát sau thì bà Nga mới an lòng nhắm mắt.
Mọi người lục tục bỏ về vì mưa càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng sét ầm ầm vang lên. Ở nghĩa địa đã tối sầm vì tiết trời lúc này. Người ta thấy một thân ảnh mặc áo xô trắng, đầu chít khăn tang đang lấm lem bùn đất, quỳ trước một ngôi mộ mà gào khóc. Tiếng khóc lúc đường lúc mất hòa vào trong tiếng mưa như tắt nước và những tiếng sấm sét xé tỏa không trung. Bác ơi, bác Ngà ơi. Từ hôm đó ông Tự vốn là chú hàng xóm thân tình, cho nên quyết định ở lại nhà để cho gia đình của Tâm đỡ không khí tang thương. Ông cùng với thằng Tâm nằm trên giường bên ngoài, đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối như bồng bông, thì bỗng một cơn gió mạnh thổi vào, đưa tới một làn lạnh buốt và làm cho hai cánh cửa sổ mở tung ra và ngọn đèn bên cạnh giường vụt tắt. Mùa này làm gì có gió rét như đêm nay chứ? Tâm dùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn còn không đủ ấm. Toàn thân của hắn run lên bần bật. Cánh cửa sổ bỗng bật tung ra, làm cho nước mưa bắn hết vào giường. Tâm ngóc đầu dậy toan đưa tay khép lại, thì hắn chợt kêu thét lên về dưới ánh sáng vàng vọt mờ mờ hắt ra ở bên cạnh nhà. Hắn thấy rõ có người đang đứng giữa mưa gió. Cái thân cầm dạp với cành lá nón rách tả tơi vẫn còn đang ướt đẫm mưa gió. Tâm kéo chăn phủ lên mặt và nhắm nghiền mắt lại. Chờ một lúc khá lâu thu hết can đảm, hắn từ từ kéo thật chậm mép chăn xuống và mở mắt nhìn ra. Bóng người không còn ở đó nữa. Tâm thở mạnh ngồi dậy, mắt nhắm lại và tự nhủ. Đúng là mình quáng gà. Nói xong Tâm mở mắt và quay đầu lại nhìn mảnh vườn một lần nữa, thì lại thấy cái bóng còng dạp trước mặt mà ghê sợ hơn. Cái bóng này với một vành nón sùm sụp đứng ngay cửa sổ, nghĩa là chỉ cách chỗ hắn nằm chừng hai thước. Hai hùng nhất là Tâm nhận ra đó là bóng dáng người đàn bà mặc quần đen, áo cánh nâu màu đậm, giống hệt như mẹ hắn. Tâm giãy giụa vùng vẫy tuột xuống giường, vừa đi vừa giật lùi ra cửa vừa kêu thét lên. Chưa dứt lời thì một bàn tay bấu mạnh trên vai của hắn. Tâm rú lên sắp té xỉu, thì ra là ông Tự. Ông hoảng hốt nói: "Cái gì thế? Cái gì mà hét ầm lên vậy?" Tâm quay phắt lại khóc nấc lên khá lâu rồi nói bằng một giọng đứt quãng: Có người ở hờ ông nhà cháu. Người nào? Đứng ở đâu? Nó đứng ngay cửa sổ kia kìa. Ông Tự bực dọc đáp: "Có ai đâu. Chẳng mày nằm mơ chứ gì. Cửa sổ tại sao lại không có cài then vào, để nước nó bắn hết vào trong giường thế kia." Ông Tự với tay khép lấy cánh cửa sổ lại. Đồng hồ quả lắc vừa gõ 12 tiếng. Ông Tự kéo cao tấm chăn ngang người rồi bảo: "Liệu mà đi ngủ đi, mai còn làm cái lễ tam chiêu cho mẹ mày." Tâm ngóc đầu dậy quay sang nhìn: "Chú, lúc nãy chú không thấy gì ở ngoài cửa sổ sao ạ?" Ông Tự liền gắt: "Thấy cái gì là cái gì?" Tâm liền phân trần: "Trời đất ơi, rõ ràng hai lần cháu quay ra đều thấy có người đứng ở đó mà nó vừa mới đứng sát cạnh cửa sổ, tức là có mấy mét thôi, giống mẹ cháu lắm." Ông Tự lúc này liền cáo bản lên rồi gắt: "Mày im mồm đi, nói vơ và vơ vẩn." Tâm im bần không dám nói lời nào. Hai người giả vờ đã ngủ nhưng mà mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lúc sau ông Tự ngồi dậy tựa lưng vào vách. Tâm ngóc lên hỏi: "Chú chưa ngủ à?" Ông Tự lắc đầu: "Tao hình như là nghe tiếng chân người lướt ở sau nhà. Để tao ra xem nào." Tâm liền lắp bắp: "Hay là..." Ông Tự lại vặn: "Hay là làm sao? Hay là mày nói là mẹ mày về chứ hả?" Tâm tần ngần một lúc rồi nói: "Hay là mẹ cháu về thật. Này, đừng có mà nói gỡ." Ông Tự nói rồi tức tối bỏ ra ngoài, rồi vòng hông nhà xem xét. Quả nhiên chẳng có ai. Mưa rơi lập cập sớm chớp lập lòe liên tục. Đang tính quay trở lại nhà thì một bóng đen lao vụt qua rồi gào lên ba tiếng đầy ai oán. Ông Tự giật mình kinh hãi rồi nhanh tay trở vào nhà. Rét run cầm cập cho nên vớ vội tấm chăn mỏng trùm kín người. Hai hàm răng va đập vào nhau như là người đi ngoài trời mùa đông mặc áo mỏng. "Trời đất ơi, sao mà chú lạnh cóng thế này?" Tâm hoảng hốt kêu lên: "Hay là chú ra ngoài trúng gió?" Ông Tự không đáp, chỉ cuộn mình trong chăn run lên từng chập. Tâm tiếp lời: Nằm đây, để cháu đi lấy nước nóng." Tâm nói rồi nhanh chân trở xuống bếp. Dù hết sức sợ sệt nhưng thấy ông Tự đang run lên từng chập thì đánh liều đi lấy một ít nước nóng ở dưới căn bếp. Mưa hắt như rắt nước vào mặt. Tâm men theo hiên nhà rồi run rẩy mở cửa bếp.
Tiếng cửa gỗ lâu ngày hoen bị lại gặp nước mưa, cho nên vang lên những tiếng kèn kẹt. Một ánh chớp chói lòa xé toạc bầu trời đen đặc, đánh xuống soi rọi căn bếp đang tông tỏng nước mưa vì dột. Tâm trợn trừng mắt ngào rú lên, rồi ngã bật ngửa ra khoảng sân lầy lội. Nước mưa bùn đất dính bết lên lưng của hắn. Vì dưới ánh chớp chói lòa và tiếng sấm chớp ầm ầm dội xuống, Tâm thấy mẹ của mình ngồi thù lù ở trong bếp, đôi mắt trợn trừng trắng dã, máu ở hai lỗ tai không ngừng rỉ ra từng đợt. Tiếng gào của Tâm đã bị tiếng sấm chớp át đi. Tâm lồm cồm bò ở khoảng sân định chạy vội vào trong nhà thì hắn hoảng hồn. Ngay giữa nhà cái quan tài của bà Ngà mới sáng nay mà cả làng hò nhau đem đi chôn lại đang nằm sừng sững ở giữa nhà. Bùn đất còn dính bết ở nắp áo quan. Tâm kinh hãi á khẩu lùi lại vài bước rồi bất thần quay ngoắt người lại. Thân ảnh của bà Ngà đứng im lìm trong mưa gió. Nước mưa yếu xuống thành dòng chảy xuống vai. Một thanh âm mai oán gào lên rồi tắt lịm trong tiếng sấm chớp đi đùng. Sáng hôm sau, ông Tự tỉnh dậy thấy Tâm lăn quay ở sân. Sau lần đó Tâm hoàn toàn phát điên. Thằng Cường Sẹo sau cái lễ tam chiêu cũng vội vã sang nhà. Hắn rúi cho Thu tờ văn tợ nhà đất, thắp cho bà Ngà nén nhang, rồi rời đi với một vẻ mặt kinh sợ. Thu ở lại căn nhà nuôi nấng con bé Mi nên người. Màn đêm bao trùm nuốt chửng muôn loài, tiếng gió hú kết hợp với tiếng chim lợn kêu từng hồi đầm liên tiếp vào cánh cửa phòng bệnh viện số 204, căn phòng nằm cuối dãy hành lang tầng 2. Khắp phòng tối om, Tâm ngồi co mình lại, không ngừng vò mái tóc ngắn rối của mình. Âm thanh bên tai vẫn chưa ngớt, thứ âm thanh rè rè tựa như là âm thanh của chiếc loa hỏng, kết hợp với âm gió kéo dài rít lên từng hồi run rẩy. Tâm, con ơi! Tâm lùi lại ép sát mình vào góc tường, chỉ muốn nhập mình vào bức tường lạnh lẽo kia để thoát khỏi sự ám ảnh gây sợ này. Tiếng kêu khóc cuối cùng cũng dứt, Tâm từ từ rút đôi tay đang vò đầu xuống, e dè ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi. Vừa hé mắt ra nhìn thì hình ảnh đáng sợ ấy lại hiện lên trước mắt của hắn. Bà Ngà ngồi đó lù lù, hai mắt trợn ngược, vặn lên từng tia máu. Tiếng hét vang lên, không một sự đáp trả, giống như điều thường lệ. Những người ở bệnh viện này đã quá quen thuộc với tiếng hét giữa đêm khuya ấy. Họ không quan tâm và cũng chẳng thèm để ý. Mà dù có để ý đi chăng nữa, thì ở đây còn gì ngoài những bệnh nhân tâm thần. Khi tiếng hét vang lên, nếu có sự đáp trả, thì lại là những tiếng hét kinh hoàng hơn vậy mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.